chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn đến với kênh A Vàng TV nha các bạn. Chào các bạn đến với A Vàng TV. Bữa nay bọn Ác đi học hết trơn các bạn ơi. Nhã đi làm, anh em mình ở nhà không biết làm gì luôn. Hồi nay kiếm gì làm gì ơi? Ăn đồ ăn. Ăn gì? Nay ăn gì anh Đãi ăn? Ăn rẻ thôi, ăn chân gà. Chân gà nướng hay gì? Vậy thôi dắt anh em mình đi mua chân gà nướng về nướng luôn các bạn ơi. Đậu xanh chưa nắng rồi ăn chân gà nướng mới chịu à. Chứ ăn gì? Chân gà đúng không? Chắc chưa? Chân gà có uống nước ngọt không? Nhìn cái mặt rồi là biết uống nước ngọt rồi. Thôi gì nó hèm chân gà thôi, mình chạy ra bách quá mình kiếm bậy nó mới chân gà về đãi nó ăn luôn các bạn ơi. Các bạn đợi xíu nha các bạn. Các bạn ơi, nãy gì nó đòi ăn chân gà các bạn. Thì anh em mình về mua nhẹ xương xương mới chân gà các bạn ơi. Với đậu bắp nha các bạn. Chân gà bây giờ nhảy nữa. Chân gà mình lột sẵn sơ sơ miếng cho nó hôm hôm nhẹ cái mình ướp các bạn ơi. Đây gần hương mới đi học về các bạn. Các bạn nha, hôm nay thấy được trai dưới chị. Chào. Thầy chào. Đẹp trai nhất chuồng á, chuồng heo á. Đẹp trai nhất chuồng á, chuồng heo á. Đẹp trai quá. Giờ mình để cho mình ốp luôn các bạn ơi. Ốp nãy mình pha sẵn nha các bạn. Có 3 hộp bột ngọt, 4 hộp đường với nửa muỗng nước mắm. Rồi gì? Tương ớt với dầu hào nữa đưa vô xả luôn. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dạ chứ bà. Được rồi, chậu lên là thấm à. Muối ai đâm? Lấy cái dẻ đó đó gì? Con cưng chẻ đầu đi, cưng khứa cái đầu bỏ đi rồi để lên ướp luôn. Đây các bạn. Thánh làm biến. Biến nãy giờ tôi ngầm nãy giờ. Làm muối chưa? Các con. Làm sao chẻ cái đầu đó bỏ thôi. Giờ mình trộn luôn các bạn ơi. Đâu chẻ sao đâu gì? Chẻ sao đâu? Chẻ gì đó hả? Chẻ sao? Để đầu bỏ được rồi, gì đi. Đây các bạn, ngăn thưa. Ngăn thưa ra muối. Ngoài đây gì? Chút nữa gom lại. Á đầu chứ hả? Ôi. Chân gà còn sống bỏ không sống chuồng. Này có ba anh em mình nha các bạn, Nhã nó đi làm rồi các bạn ơi. Nhã nó đi thì anh em mình tranh thủ ăn. Nào nó về tranh thủ chơi. Hợp lý không? Hợp lý không ngăn thưa? Hợp lý sao? Hợp lý thì uống một ly. Quên nữa, nãy nè mình có mua một chai Mirinda siêu to khổng lồ trà bánh lửa. Đó bạn, chai Mirinda bự đó bạn. Đâm muối cho ngon anh trai. Ok. Anh trai đâm sao mà bảy cái chén giống mẹ của anh trai bữa đi. Ok anh trai. Cái bà hai nhảy của họ các bạn có đâm bảy cái chén bữa đó bạn. Bữa nay cho sao luôn. Nay thấy ghét cho cầm máy quay luôn, không cho ăn luôn. Thèm. Lao. Bỏ vô em. Thôi chẻ ra phần nữa đi. Chẻ xéo ba. Đầu lao. Ừ. Chẻ xéo ra ba khúc cũng được nữa. Này không biết làm. Trời ơi, trời thấy thèm chưa. Đây gương mặt ưu tú biết ăn không biết mà. Trời ơi tôi. Đây cái tay đây cầm dao. Cái tay này cái tay bóc xít hay gì á. Trời ơi. Dạ. Để em làm luôn cho anh trai ơi. Anh trai trộn giùm em cái này đi. Anh trai làm trộn. Đây đây đây. Kêu trẻ đầu bắp làm như trẻ bông hay gì á coi nè. Thầy em. Cái gì? Đậu xanh mình phải tự bới tự ăn luôn rồi. Mấy quần này thấy thèm thật chứ. Chúc dục. Gặp mấy này chán quá. Để có nhã chu làm cho mày ăn không. Ừ. Phải gì đầu bếp đi rồi cái mày lúng quýnh tay chân chân mày không làm gì hết trơn. Đại ca đi rồi đàn em ở nhà như là gắn mắt đầu ha. Đúng không? Chán thiệt. Bao nhiêu lâu rồi cũng vậy. Nó sẽ phải mất hướng đầu.
chung bóng đâu. Chung bóng đi học đi đá banh gì đó bạn ơi. Mình cũng không gành luôn. Đúng rồi. Gũ già năm mà già năm làm cỏ rồi nè các bạn. Già năm đang xây cái sư sản, xây cái biệt thự bên đây nha các bạn. Đậu xanh mới mà gũ ông quay mấy bữa mà ông trúng số rồi nè, ông làm cỏ đâu, ông xây cái biệt thự các bạn ơi. Trúng số rồi, ông cho tiền mấy con cho già năm. Mấy đằng như năm. Không cho tiền mà lấy tiền cắt nhà cho không? Đây bạn ơi, mình sắt bắp vô xong là mình chiến luôn nha bạn. Anh em mình bắt cái nào lửa là né qua cái kênh. Anh em mình đốt cái lò than nãy giờ nha bạn. Ơi mày không có mão gì đâm lên rồi nè. Không thứ gì sao không? Nó tớt á. Để nó tớt á. Để nhiều người vô là nó có màu rồi. Ba trái rồi. Các bạn thấy chèo anh em mình ngồi chỗ này mát không các bạn? Quá mát chứ còn gì nữa. Trời ơi nắng đù luôn á các bạn. Nắng chịu à. Mẹ tao biết sao cái này, bà biết tao ngồi cái gì không? Ngồi ăn với hoàng hôn nè. Ghê, hoàng hôn bình minh. Có mấy cái lá cây phenia chặn lại. Cái gì găng thưa? Có mấy cái lá cây phenia chặn lại rồi. Đâu ngước mặt lên này, phenia là gì? Cây hờ nia. Cây của người ta là cây khơ nia, anh đọc cây hờ nia. Không, anh đọc cái gì mà hà nia gì kìa. Anh đọc là hờ nia. Của người ta là cây khơ nia. Gần hứa thèm. Đây, rót nước. Nè bạn ơi, mình sắc vô gọi bạn, mình đợi cho nó hấm cỡ 10 phút, 15 phút rồi anh em mình để lên nướng nha bạn. Sắp sắp vũ vũ lên đây. Tôi cho gớt này. Gớt cái chân gà ra đồ. Gớt cái thèm. Dòng dòng cái tướng mập địch thiệt chứ. Đây thì sắp chưa. Thôi, sắc đậu bắp sắc không gành nữa đâu, rặt tôi sốc cho. Em làm bartender bữa các bạn. Người ta lắc nước ngọt, mình lắc chân gà với đậu bắp bạn ơi. Kìa tao lắc ngủ nè ơi. Nhảnh gì vậy Nam? À các bạn đợi xíu cho đồ mình nó hấm cái là mình đưa lên lò nướng luôn nha các bạn. Đợi anh em mình trong giây lát, anh em mình trở lại sau nha các bạn. Giờ chân gà hấm rồi các bạn ơi. Đậu cho nó nổi đốt bệnh, nó nổ như là pháo vậy. Dạ. Gan tết không? Giờ mình cho lên bếp lửa luôn các bạn. Cây như đang ngồi con 6.000 tết. Dạ, lẩm sèn, lẩm sèn. Một chú bé lắm chắc. Để chú có đói bụng vàng với mấy anh em luôn nha anh Nhã ơi. Một con gà. Một con gà đó. Hai chân là một con. Mình mua mấy con mình về mình gặt vợ. Cứ làm tới cứ hai chân là một con. Con lửa là như vậy hai con. Sắp lửa dữ rồi. Con gửi đi các bạn. Con này đi què. Nó đù nổ dữ vậy. Vô trong nhà lấy cái gắp đó Ken. Ừ vô lấy gắp đi Ken. Ở đâu? Trong sảnh. Ai da. Nổ dữ rồi anh trai. Thơm ghé mạt trời. Quá hang rồi. Quá hang rồi. Nhớ cái bài người ta chỉ không? Thôi, bà đó đi hết hai ba cái chén rồi. Đi vô hầm, chỉ vô hầm, không mắc mần chén nữa. Đứng hình luôn trời. Giờ mặt nướng giò gà dưới quê không? Lóng cái đứng hình luôn á trời. Cái dĩ tự chế của anh em mình đó các bạn. Ngắm mình không? Anh ngắm qua những dòng lệ ghê. Còn không á, sao mà tiếng nó bình minh. Tập tên có bình minh à. Chiều 6 giờ ngắm bình minh. Vì hai không, theo như nó nói về giờ này là hoàng hôn hay là bình minh. Đây các bạn. Hoàng hôn đó, buổi chiều nhà mình nghe các bạn. Tôi nói tôi biết mà. Chắc đặt tên mà bình minh quá. Đây, đốt pháo bên kia các bạn. Đó, hai thanh niên đốt pháo thấy không. Dạ. Đặt tên mà này là bình minh đó, chính là coi hành niên đốt pháo mày. Bà. Đó đốt pháo đó thấy không các bạn, đó ghê bà biết coi giờ bà hai bình minh. Bình minh ơi về chưa, cà phê sáng chân gà nướng với tôi được không?
Ô dèo, được. Đây. Vô cái đầu gấp. Đậu xanh đồ gấp là khác ngay. Rồi anh lại nhúng tóc rồi. Vô. Đậu xanh. Qua anh Nhã ăn cơm, anh Nhã điện, anh Nhã chọc em đúng không? Bữa nay tới em chọc anh Nhã nè. Cái đậu xanh. Nhã đi tàu các bạn ơi. Mời mốt Nhã chu về. Anh mình đi làm các bạn ơi. Nãy này mình có luộc sơ sơ rồi các bạn. Nướng cho nó ăn chín. Nãy giờ làm neo gõ trơn đó nghe. Mấy con gà. Gì? Mấy con gà. Nãy giờ hả? Một con, hai con, ba con, ba con rưỡi rồi. Để lên sẵn vô bốn con luôn. Thấy thèm chứ. Hồi nãy mình điện cho bà kia bà làm móng. Nói, ủa sao tao làm neo mày không kêu? Vậy bà đi làm rồi. Rồi cái tôi hỏi bà hết khách chưa cô? Bà nói hết rồi, có gì không? Bà vô bà làm móng mấy con gà em con cái. Cảnh lông sầm. À. Wow. Cái màu này là thấy tê hơi rồi đó. Quá rồi. Mình ốp mà các bạn. Các bạn biết cái đẳng cấp của mình ốp dần sau rồi đó. Ông làm giá bộ mình ốp đó các bạn. Mình nếm hết luôn, mình làm quạt luôn. Đúng rồi, đúng luôn. Hay không các bạn? Đúng luôn, nhìn đặt rồi. Dễ quên. Kệ thằng. Mình cắt luôn. Ăn cả dính tóc các bạn, mới hết tóc. Rồi, một tóc lên đi. Đây, hai này là đội trưởng, đội gì? Đội gì mày? Đội đồng thị. Đó tay. Là... Một thằng nướng mà hai thằng bào nghe các bạn. Thấy là thấy ngon rồi đó. Ăn cái không màu bây giờ, thấy đẹp rồi đó. Không bây giờ bị tóc che luôn. Ha Long. Gì? Ăn không bao giờ bị tóc che mắt luôn. Ờ đúng rồi. Mày có che không che cũng vậy rồi. Răng hơ nó có che không che cũng vậy rồi. Nó nhắm mắt nó ăn còn được mà. Trời, mình lên cái quốc cái nữa. Quá nhiều quốc. Vừa nướng vừa ăn luôn á Long. Cái gì? Khét. Bây giờ để có chừng 3 hộp bột ngọt à. Không, mày để đường á, nó mày gì đó. Để đường ít rồi à. Hai thanh niên quá nói chuyện nhiều quá trời. À, một ông là 3 lục bình. Ông hứa xây cho tụi mình cái chạy đó nghe các bạn. Một ông thì là bác Ba Phi. Ông nói giống, còn ông thì trên mây không à. Đang dọn cỏ, đang xây chạy cho tụi mình đó các bạn ơi. Thấy thương ghê không? Bình là nói chết mày hả? Cậu ba Lục Bình đó mày, cậu ba Lục Bình sống nặng tình nặng nghĩa lắm người ơi. Chú của Lý Hải hả mày? Chú của Út Khờ gì? Cái gì Út Lì gì đó. Ừ biết không? Út Lì á. Chọn đời bên em gì đó. Thèm chưa? À, liên nghe cho mọi người coi coi. Cái này chút nữa tao mua cho hai bay lít rượu nha. Hai bay lạng chứ ăn dĩ chơi mà ra chạy nước miếng nè mày nó hứng nè, lấy bọc hứng miếng nè kệ giá đâu chứ anh niên thấy hẹp chứ anh niên hai anh niên đục gáp cho người ta nghe coi cái gì mà ve Khmer gì đó tại bạn mình xuống đường con gà nha các bạn. Ai mà có mơi hầm găng, có găng thưa thì để là mình lựng nha các bạn. Mình gã luôn các bạn ơi, chứ nuôi hết nổi vậy. Nuôi hết nổi rồi, bào quá bào rồi. Mình gã luôn đó, bạn chạy về các bạn cứ tới đây. Nó bào giết bằng hai đài đi luôn rồi các bạn ơi. Các bạn không cần đem gì lại cho yêu cầu đem lại bịch xúc xích là lộng mà. Mì cay. Mì cay. Hành tê. Bạn thấy chèo không? Đã. Bạn không có. Thấy mặt trời không các bạn? Lặn xuống. Bên kia là chùa nghe các bạn. Bên. Bên kia chùa mà bên đấy thằng Quý Dương này nó ngồi nó nướng. Cái bên chùa đang ngồi tụng kinh ra nghe mùi chắc hết tụng kinh luôn á. Mình đang nướng này nè ở bên chỗ bạn. Đang ngồi tụng. Cái nghe cái mùi các bạn. Cái mấy ổng nói nè. Xin phép phạt cho con ngừng tu nửa tiếng thôi. À
ăn nó xà lơ. Tôi kiếm mấy ngày cái mới được. Đậu xanh nó tới giờ tụng rồi mà nó nướng chân gà. Mày là yêu nghiệt phá chùa mày biết không? Con quỷ. Là con quỷ. Đây đây là gương mặt phá chùa. Đây là những gương mặt phá chùa nghe các bạn. Cái đầu ai cũng đuổi vô thấy thèm. Đi nó đi vô nhà nào nhà người nào cũng đuổi nó trơn. Giờ ra đường ngồi ăn luôn. Biết rồi mình đi ra ngoài đồng ngoài hè gì mình ngồi. Tối mình ngủ rồi đường. Ê Hương các bạn ơi, tối ngủ ngoài này luôn nha các bạn. Tối thì ngủ trên nóc nhà. Chưa đói quá rồi đây ra ngoài đường ngậm mấy cái chân gà. Buồn quá. Trời ơi, chân gà gì mà nó thơm. Thơm. À các bạn đợi xíu anh em mình nướng chín rồi, anh em mình đãi các bạn nha các bạn. Giờ quá nóng các bạn ơi. Ok bye. Các bạn đợi xíu đừng chuyển kênh, anh em mình sẽ quay lại trong giây lát nha các bạn. A few moments later. À các bạn ơi, dạ anh em mình nướng xong xuôi cho các bạn. Quần này nãy giờ chơi ăn mình đang nướng mình không đi. Anh chờ anh bốc anh ăn các bạn. Đậu xanh như thưa này. Thấy thèm mệt chứ. À rồi anh em mình nướng xong rồi các bạn ơi. Chín okay. Quá ngon. Mình nhìn trái ke nữa. À, mình nhường á, mình ăn đậu bắp nè. Thôi à, mình mời các bạn ơi. Kiếm cái chân nào. Mời bạn đậu bắp nha. Đây các bạn. Vậy tay chào. Chào bạn nha. Ở đâu ngược ra đúng vậy nè. Chào bạn nha các bạn. À mời bạn với chân gà bạn ơi, quá đã. Xích sắc ăn thử miếng rồi nó làm sao. Vô bạn. Mời bạn nghe các bạn. Mình chào bạn nha. Mời bạn miếng nha. Nó đã. Đã cục nổ luôn. Vừa ăn ha. Thấy gì nói. Ba mình đứng cười. Cho ba lục lạc xin các em miếng cánh gà rồi. Đây, ba lục bình nhà đầu tư nha các bạn. Rồi các bạn. Trời ơi, ba lục lạc mới chịu rồi. Dài quá đó, thiết kế cái sản thượng nha. Cậu ba lục bình. Hello, hello. Hello, hello. Ba bình nãy giờ làm vườn cho nó thầy chạy rồi đó các bạn ơi. Quá hấp dẫn. Bước một miếng vô. Ơi, bị ngon. Bước. Ba bình từ bên đó mà còn phải phi thăng qua đây lẹm cái chân gà. Để các bạn biết độ ngon cỡ nào luôn. Trời phải gửi ăn mà vừa có ngón mà. Nè, chân gà nè. À, bạn thấy này mình đẹp trai không? Ok, gì nè, đưa cái gà nè, vô. Nè, nói gì nè. Nè nè. Dạ, nè, nè. Hello. Hello các bạn. Chân của ông là chân gãy rồi ơi. Mở bạn không? Quá đã. Duy là thèm món ác không à. Duy là thèm mấy món độc độc lạ lạ không à. Mà ngon. Đương nhiên là phải ngon rồi. Đã ngon. Chai Mirinda siêu to hổng lộ anh em mình mua. Hai thằng ngõ quốc hết trơn luôn. Hai thằng uống cái mạc á. Toàn là thánh nước ngọt không à. Đâu uống đâu. Tôi nút rồi. Còn quá bạn ơi. Thằng tiên còn quên nhiệm vụ nữa. Thôi cái này dịch đang đẻ còn hết đẻ ra quang nữa mà. Gì? Dịch đang đẻ hết đẻ quang mà. Đẻ quang rồi không? Câu mới, câu mới. Nín đẻ quang. Dịch đang đẻ phải nín đẻ luôn hả con? Nín đẻ qua đây ăn luôn hả? Trời ơi, đậu bắp nó ngon rồi. Hả? Trời ơi, phân nữa hả? Trời. Gọi luôn. Gọi luôn. Nó không được, nó không được. Nếu cần mày ăn sao rồi mọi người, quá ngon rồi. Không có không cưỡng thì được. Hả, mình kêu ông Năm mà ông Năm làm vườn chung với bạc bình các bạn. Xíu nữa cho ông Năm ăn sao bạn ơi. Ừ, sao đây với ông Năm ăn rồi. Giọt đây xíu nữa là có đàn em loại quốc. Hai gì hai chó kiển hả? Hai sư tỷ. Thấy thèm. Sư tử mới chịu à. Hai sư tỷ mà ơi. Cái gì? Sư tỷ. Hai anh sư tỷ hả? Hai em. Hai em.
hai em ghệ hơn. Trời ơi, trời ơi, các bạn coi. Trời ơi, 1, 2, 3. Chiều bỏ. Ừ, rồi mới bắp rồi. Đồ bắp nãy anh em cũng bắp chung luôn. Làm thử miếng rồi sao? Cộp. Vô mới bắp bạn à. Ngon. Này miếng đồ bắp nha. Rồi hả? Ừ. Hay dữ rồi. Vô bạn ơi. Giòn. Mà quá rồi. Giòn. Đồ bắp vô, đồ bắp tốt. Đúng rồi. Tốt vợ nè. Ừ. Ừ. Mày quýnh chạy cho nhanh. Mày quýnh chạy cho nhanh. Mày ba nhã mày quýnh á. Mày nhã chu quýnh á. Nhã chu mà quýnh ha. Nhã chu giờ lên đây nhã chu luôn. Đúng là con trai của ta. Ghê hả? Trời. Lên clip mà dám đụ chưa? Lên clip mà dám thách thức nhã chu luôn trời. Nhã chu coi được khúc này thì dài nhẹ nhẹ tay nghe nó vô rồi. Mày cừ nè, chuyến này mày xong rồi con. Cái gì vậy? Mày không hốt được đâu con trai. Tôi bi con tình yêu. Tôi bi không tình yêu. Quá ngon. Anh thích làm gì nè? Làm thôi, làm tính cởi ngựa bắn cung ba ơi. Đâu cái này cung này sao? Cái gì hả? Gãy mẹ cung. Không gãy miếng nữa. Nào mình được nhìn thức mình ăn giò khủng long nghe bạn. Ghê hả? Không ăn trứng là được. Mày ăn trứng khủng long chưa? Chưa. Khủng long có ăn. Bữa nào làm trứng khủng long cho mày ăn. Làm hả? Vô bạn ơi. Quá ngon. Quá ngon vậy? Quá ngon. Siêu ngon. Tôi làm không? Siêu ngon hả? Tôi làm không ngon. Ừ, đúng rồi, đó mày làm. Ông mà ông nướng giùm thôi. Vậy ha. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng luôn. Trời giỡn. Ngã đi thì mình làm thôi. Ngã làm kia kìa. Còn đếm thúi kìa. Mà cao. Bạn nghe nói không bạn? Bà báo cao không? Ba nó ở nhà thì kêu ra chơi rồi chơi. Mà ba nó đi thì nó kêu ăn không bạn? Quần này đếm dưới trời. Thằng ngoại nó cao mà. À đẻ mày ra hả? Đâu. Nè đó, ăn ghê không? Kinh cụm. Cơ mà em đẻ mày, Nhã có đẻ không? Không. Không có Nhã thôi mà đẻ. Ừ. Đúng không? Đúng. Vậy sao mà mày đếm muối dưa? Ba mày đâu đếm muối, mày đếm muối dưa. Dạ ba đây ăn này chú ơi. Qua lê ra ăn là nhá chú. Hết nốt luôn quốc qua lê nè. Đó. Anh em chưa? À anh em mình ăn no nè các bạn ơi. Quá đã. No quá. Đậu xanh hai thanh niên. Mình mới uống nước quay qua lại còn có 3 cái à. Còn có 3 cái rồi nè. Đúng chân gà luôn á, vậy nè. Thế còn ăn trứng bơ trời. Nè chân gà nè, ăn đi. Nè chân gà nè. Đúng một cái. Rồi, giờ này mình ăn no nè các bạn ơi. Chiều quá chiều rồi, giờ này sao mấy rồi. Biết nữa trời. Dân mới chịu à. Gặp tên Dân á. Giống mày á, vậy bữa không ăn mì mà gì giờ, gì kìa. Mì khô. Không phải. Bữa mà chứ gì nữa. Chứ gì nữa, chứ cái nguyên cục nước miếng như bây giờ luôn. Mày. À, nếu các bạn thấy video này của anh em mình có đặc sắc rồi, các bạn cho anh em mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.